Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Gió Biển đang có mặt tại cái con đường có thể nói là phố đèn đỏ và cũng có thể là một cái dãy đường thuộc những cái ki ốt nổi tiếng của thiên đường sung sướng thịnh long ngày xưa và thời điểm hiện tại vào tháng 10 năm 2024 thì các ki ốt đã bị dỡ bỏ. Đó, Gió Biển đang đi ở một cái con đường này. Có lẽ rằng là nó vẫn còn đi được, nhưng tất cả từ cái đoạn kia tới khu vực này nó đã không còn được như trước nữa và bị tàn phá bởi những cái con sóng rất lớn và cũng như những cái trận bão tại đây. Và theo Gió Biển quan sát thì thực ra thì nó bị sụt lún gây nên cái sự hoang tàn cho biển Thịnh Long như thế này. Ở đây thì Gió Biển phát hiện ra một cái điều rất là đặc biệt tại đây. Gió Biển sẽ chia sẻ để mọi người nhé. Mọi người biết đó, trước kia ở đây thì là những cái ki ốt và ở đây thì diễn ra những cái cuộc mây mưa nhanh chóng và có thể nói là gần như thoáng qua của rất là nhiều tầng lớp xã hội. Rồi các bạn đã làm ở đây, đó là các em đào rồi có thể là cái tuổi đời rất là còn trẻ. Rồi cũng có những bạn làm ở đây là nhân viên đã rất là lớn tuổi, nhưng khi mà những cái ki ốt ở đây đã bị dỡ bỏ đi thì hé lộ một cái điều mà có thể là nhiều người không biết, đó là khi mà đến cái khu vực này, Gió Biển thấy những cái đôi dép này, rồi những cái phần xốp còn ngổn ngang tại đây. Đây là những cái phần móng của cái ki ốt đây. Và thời điểm trước thì mỗi cái đoạn khoảng độ vài mét vuông này thì sẽ xây dựng một cái phòng nghỉ, một cái phòng nghỉ tại đây. Và chúng ta hãy xem những cái hình ảnh thực tế khi mà các máy múc mở những cái phần, đó là những cái bể phốt tại đây, thì hé lộ một điều gì. Và bây giờ Gió Biển đã thấy được hé lộ những cái điều rất là đặc biệt. Đây, đây là cái phần bể phốt đây mọi người. Thì thưa mọi người, đây là cái ống này. Thoáng nhìn thì chúng ta nhìn thấy những cái bàn chải đánh răng, rồi có thể là chúng ta nghĩ rằng là đây là những cái chun đó, và cái nước ở đây nó màu xanh xanh đục đục. Và đến đây phát hiện ra một điều, không phải là những cái chun nữa rồi, là những cái phần bao cao su. Và khi mà khách họ dùng xong ấy, họ đút xuống thẳng cái bể phốt này, tạo là bây giờ khi mà lộ ra những cái phần này thì thật sự mình mới phát hiện ra quá nhiều mọi người ạ. Đó, một ngày có thể các em tiếp đến rất là nhiều người. Nhìn thoáng chỗ này đã khoảng 15-20 chiếc rồi. Đây còn rất nhiều cái phần chìm xuống. Đây chỉ là bề nổi nha mọi người. Những cái phần bao cao su sau những cái thời gian đó thì nó bị mục la và chỉ còn những cái phần chun ở bên dưới, ở bên trên đó nó nổi lên mặt nước. Mọi người nhìn này. Đó. Chúng ta thử sang bên cái ki ốt bên này xem sao. Cũng là những cái phần bể phốt đó. Wow, đến đây thì Gió Biển phải giật mình. Thật sự là quá nhiều luôn mọi người ạ. Đây, mọi người nhìn thấy không? Cái chỗ này thì nó chưa bị đứt những cái chun là mọi người. Ngổn ngang kinh khủng luôn mọi người. Nhiều lắm. Những cái bao cao su dùng rồi này. Đó, trời ơi, quá nhiều luôn. Cái này phải nói là tầm một phần phải dày đến 5 đến 10 cm mọi người, bởi vì nó còn chìm ở dưới này rất là nhiều.
nó còn chìm dưới này rất là nhiều. Còn những cái nào mà nó cũ quá rồi thì nó nổi lên đây mọi người, nó nổi lên đây đó. Và không biết rằng là có cái phần gì kia nữa đó, nó cũng nổi theo sang bên cái khoang bên này xem như thế nào. Đó mọi người thấy không, chỗ này thì có lẽ bị che khuất bởi những cái phần đó là những cái xốp ở đây rồi. Giật mình khi mình tới chỗ cái khu vực này, nó mới hé lộ ra những cái tàn dư của những cái cuộc mây mưa nhanh chóng như thế này đây. Đó, từ đây xuống cái mép nước nó khoảng 30 phân, và từ mép nước xuống dưới đáy của cái bể phốt này nó khoảng 4-50 phân. Có thể là ra biển zoom lên một chút để mọi người quan sát này. Wow. Đấy, nhiều lắm mọi người ơi. Không biết từ bao giờ, và ở khu du lịch biển Thịnh Long thì cũng hoạt động hàng mấy chục năm mọi người ạ. Và đến thời điểm năm cuối 2023 với giải tỏa gần như là xong. Đó, đây còn cả cái bao cao su chưa dùng này. Có thể là còn có một số cái phần thuốc gì đó nữa. Và đây thì nó là một cái khu vực gọi là thiên đường sung sướng. Bây giờ thì đã bị cho tạm ngưng rồi mọi người. Đó, những cái nữ đồ nữ trang rồi giày dép rồi các thứ tại đây. Hôm nay thì số biển ra tới đây thì phát hiện ra những cái điều khi mà dỡ bỏ những cái phần bể phốt thì lộ diện là những cái tàn dư của các cuộc mây mưa nhanh chóng của các em sinh tươi tại đây, bởi vì quá nhiều. Đi thoáng qua thì có thể không phát hiện ra, nhưng mà khi mà quan sát kỹ vào thì thật sự rất là giật mình khi mà nhìn vào cái khu vực bể phốt đã bị dỡ bỏ đó. Ở chỗ này thì vẫn còn một số cái cây, hàng cây phi lao, cũng là một cái mỹ quan khá là đẹp cho Thịnh Long. Và gió biển sẽ đi lại đây xem là ở chỗ cái bể phốt này có như vậy không. Giờ thì tất cả các ký ốt được giải tỏa hết rồi mọi người ạ. Đó, đây là ngổn ngang những cái phần chai bia được đập vỡ tại đây. Rồi những cái cành cây ngổn ngang tại đây. Đây là một cái phần đệm. Đây là một cái phần đệm. Đấy, cái phần đệm của một cái ký ốt nào đó vẫn còn hiện diện tại đây. À, gió biển sẽ tới chỗ cái bể phốt ở phía bên này xem như thế nào nhé. Không biết là người ta có hút đi không hay là vẫn như ở bên kia. Chỗ này thì nhiều gạch đá quá rồi mọi người, nên là không quan sát được những cái phần mà nó khủng khiếp như bên kia nữa mọi người. Đó, chai bia rồi các thứ ngổn ngang tại đây. Chỗ này là bị lấp hết rồi. À, bây giờ giáo biển sẽ đi sang bên kia xem là còn không, chia sẻ mọi người. Ồ, đây nữa này mọi người ơi, khủng không. Cái này bể phốt này khá là to, cả dầu gội rồi bao cao su phải tính hàng vài kilo mọi người ạ. Vài kilo chỗ này này, nó hình thành như những cái chiếc chun ở đây là khủng khiếp luôn. Đấy là chỗ khu vực này bị những cái bức tường nó lập đi rồi. Đó, còn đặc biệt là nó sẽ như chỗ cái khu vực này, không thể đếm xuể. Phải nói là không thể đếm xuể mọi người. Và bây giờ nó cũng bị gần như kiểu
phân hủy đi tương đối rồi, nhưng các cái chun thì nó vẫn còn lại đấy. Các bác cứ bảo là còn cái nịt đấy, hôm nay thì cũng còn rất là nhiều nịt tại Tàm Dư. Các cuộc mây mưa nhanh chóng tại biển Thịnh Long. Chúng ta lại sang chỗ cái khu vực này soi xem là như thế nào. Wow, trời ơi, mọi người thấy không, bên này còn khủng khiếp hơn. Chỗ này có một cái chăn này. Khủng khiếp quá mọi người ạ, nhiều quá. Một ngày trước kia không phải tiếp biết bao nhiêu anh trẻ anh già tại đây thay nhau thay ca liên tục ngày và đêm với tạo ra cái Tàm Dư như thế này. Ở cái chỗ này là một cái bể phốt khá là lớn nên là nó hiện diện nên nhiều phần gọi là BCS như thế này. Mọi người hay nói quen là con sâu hoặc là bong bóng á, thì bây giờ nó Tàm Dư ngay tại đây. Cái chỗ này thì bị sập vào rồi nên là không có mọi người ạ. Và rất buồn cho Thịnh Long đã bị giải tỏa. Chỗ này có những cái cây dừa còn tỏa bóng mát tuyệt vời lắm mọi người ạ. Đây cũng là một cái bể phốt nhưng mà cái nước nó đen quá rồi. Mình thấy một cái con cóc ở đây. Đó, cây dừa như thế này. Hóng mát ở đây vẫn còn rất là tuyệt. Không biết là Thịnh Long sẽ đầu tư ở mở rộng hay như thế nào. Thì mình cũng tin rằng là sẽ đầu tư tái khởi động lại một cái khu nghỉ dưỡng hay là tận dụng những cái tiềm năng vốn có của Thịnh Long để phát triển du lịch, để cho kinh tế phát triển hơn của Thịnh Long nói riêng và quê hương Hải Hậu, Nam Định nói chung. Đó, đây chỉ một số cái phần chăn ga gối đệm tại đây. Giờ thì mình đang đi ở những cái đống đổ nát, có thể coi như là một cái chiến trường, gọi là chiến trường mây mưa và những cái Tàm Dư như thế này đây. Thì khi mà nhìn vào khiến ai đó phải giật mình, ai đó phải giật mình ái ngại, khi mà đó là khi có cung thì cũng có cầu. Và đây được mệnh danh như một cái thiên đường sung sướng tại Thịnh Long của huyện Hải Hậu. Đến thời điểm hiện tại 2024 đã bị giải tỏa và còn lại những cái Tàm Dư. Và hôm nay thì mình đi thoáng qua đây và phát hiện, chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh thực sự mà đôi khi là nhìn vào thì hơi ngại nhưng mà thực tại thì nó là như thế. Bởi vì có thời điểm trước có anh em chia sẻ rằng một ngày có thể một em tiếp đến khoảng mười mấy, 20 người làm việc hết công suất. Thì thực sự là sau bao nhiêu năm mà hoạt động tại đây thì các em đào ở đây không biết đã đi về đâu, có thể làm những cái công việc khác hay vẫn là ngựa quen đường cũ, lấy lỗ làm lãi, thì đã làm giảm sút đi cái sự phát triển kinh tế về du lịch tại thị trấn Thịnh Long vào thời điểm bây giờ, và cũng làm giảm đi những cái sự kinh doanh phát triển về du lịch biển, rồi những cái mặt hàng của biển khi mà ít khách du lịch đến thì giảm sút đi rất là đáng kể. Và video clip ngày hôm nay thì Gió Biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi một cái video, nó có thể là nó rất là chân thực nhưng khiến cho mọi người phải giật mình. Và Gió Biển chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh thực tế tại ở khu vực những cái kiosk tại biển Thịnh Long vào thời điểm tháng 10 năm 2024. Và video clip này thì Gió Biển xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Những cái video mình sẽ phát hiện là những cái điều gì đặc biệt sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn là những cái video thực tế nhất.